Thưa quý vị, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp ông Hanif Salim, Tổng lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận trong nhiệm kỳ công tác, ông Hanif Salim đã đóng góp quan trọng vào mối quan hệ đặc biệt giữa Indonesia và Việt Nam, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên lĩnh vực kinh tế ngoại giao. Chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Hanif Salim, Tổng lãnh sự Indonesia, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã luôn tạo điều kiện cho ông cũng như lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ. Ông Hanif Salim mong muốn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho tân tổng lãnh sự đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Indonesia đến tìm hiểu và đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mong mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, không ngừng phát triển.